Nga trở nên cứng rắn hơn khi NATO muốn leo thang bất tận. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta đã nghe thấy nhiều tin tức về phương Tây sẽ viện trợ cái này cái kia cho Ukraine. Tuy nhiên thì thứ vũ khí thực sự cần thiết để giúp cho Kiev cải thiện vị thế trên chiến trường thì không bao giờ được cung cấp đủ. Trong khi đó, các nước châu Âu đã bắt đầu e ngại viễn cảnh thất trận trên chiến trường, cùng với khả năng ông Trump sẽ quay trở lại Nhà trắng họ đang dần dần tìm ra phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất xảy ra. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chủ đề này ngay sau đây. Châu Âu chuẩn bị đường lui cho mình nếu như Trump đắc cử. Sự kiện thu hút sự chú ý nhất trong thời điểm này chính là Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington DC. Tất cả các nhà lãnh đạo phương Tây đều có mặt và chủ đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự năm nay vẫn là cuộc chiến ở Ukraine. Các thành viên NATO đã đổ hàng tỷ đô la tiền viện trợ để có thể duy trì được cuộc chiến này. Tổng thống Biden có bài phát biểu tập trung vào hành động mới của Nga ở Ukraine với một số điểm chủ yếu như sau. NATO hiện tại mạnh hơn bao giờ hết trong lịch sử của mình. Chúng tôi đã cùng nhau cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mà nước này cần để tự vệ, bao gồm cả xe tăng, xe chiến đấu, hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa và hàng triệu loại đạn dược. Trong những tháng tới, Hoa Kỳ và các đối tác có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật bổ sung. Đừng nhầm lẫn, Nga đang thất bại, trong hơn 2 năm diễn ra cuộc chiến do Putin lựa chọn, tổn thất của ông ta thật là kinh hoàng. Hơn 350.000 quân nhân Nga đã chết hoặc bị thương. Gần 1 triệu người Nga, nhiều người trong số họ là những người trẻ tuổi, đã rời khỏi Nga vì họ không còn thấy tương lai ở nước Nga nữa. Và Kiev, các bạn hãy nhớ rằng, nó từng được cho là sẽ sụp đổ trong 5 ngày phải không? Nhưng mà nó vẫn đứng vững sau 2 năm rưỡi và sẽ tiếp tục đứng vững. Nhưng mà có vẻ là các nhà lãnh đạo NATO, trong đó có cả tổng thống Mỹ dường như đang hơi xa vời với tình hình thực tế. Họ vẫn tin vào câu thần chú rằng Ukraine đang thắng và Nga đang thua. Lực lượng Ukraine trên thực tế đang bị tiêu diệt bởi tên lửa, bom FAB 3000 và máy bay không người lái của Nga. Cả Mỹ cũng như các thành viên NATO tại châu Âu hiện tại đều đã vét cạn kho dự trữ đạn pháo 155 ly và hệ thống phòng không để gửi đến Ukraine. Thực tế, trong những tuần cận kề hội nghị thượng đỉnh NATO, chính quyền Biden đã chịu một áp lực rất lớn từ phương Tây. Đó là phải buộc làm sao đó để có một sự kịch tính trên chiến trường. Ít nhất là tạo ra được ấn tượng rằng Ukraine đang tấn công và đẩy lùi được quân Nga sau khi nhận được sự cung cấp vũ khí mới. Tuy nhiên, cuộc phản công tại một số mặt trận đã không thành hiện thực. Duy nhất tại Kharkov thì Ukraine đang mở các đợt tấn công nhưng phải chịu tổn thất không nhỏ khi mà dồn toàn bộ lực lượng thiện chiến về mặt trận này. Trong khi đó, Nga đang tấn công Ukraine trên toàn bộ mặt trận dài 1.000 km và Ukraina phải dần rút lui. Hiện tại thì cục diện ở Kharkov đang thay đổi. Quân đội Ukraina từ thế tấn công phải tháo chạy khỏi Volchans, trong khi phòng tuyến Pokop ở hướng Adipka của Ukraina đang sụp đổ dây chuyền. Cụ thể ở khu vực Kharkov, lực lượng Nga đã tiến tới sông Votchia và tiến vào phần phía nam thành phố Volchans, duy trì tại phía bắc làng Liboki. Quân đội Ukraina tiếp tục phản công và giành được 250 m chiều sâu chiến tuyến. Mặt trận Kupians ở khu vực này thì tiếp tục nóng lên với việc Nga tiến xa hơn tới Pichane. Theo hướng Adipka, Nga đã xuyên thủng phòng tuyến và đánh bật đối phương khỏi Evgenipka, đồng thời chiếm được Novoselovka và tiến xa hơn về phía Pukov. Mục tiêu rõ ràng của Nga lúc này đó là phải kiểm soát được Pukov, một thành phố lớn nằm cách Adipka chừng hơn 20 km về phía Tây. Có lẽ đằng sau hậu trường thì giới lãnh đạo NATO sẽ phải nhìn nhận lại tình hình thực tế, rằng người Nga đang bào mòn quân đội Ukraine và làm cho NATO kiệt sức bằng cuộc chiến tiêu hào này. Giới quan sát nhận định rằng bài phát biểu đầy tinh thần lạc quan của ông Biden hôm khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không gì hơn là một vở kịch chính trị chủ yếu là dành cho cử tri Mỹ. Trong khi đó, về phía Ukraine thì ông Zelensky đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về Tổng thống Biden sau cuộc tranh luận của ông ấy với Donald Trump. Tờ Axios viết như sau, Tổng thống Zelensky là một trong những nhà lãnh đạo theo dõi cuộc tranh luận của Tổng thống và bày tỏ lo ngại về tình hình ông Zelensky đã không ngần ngại phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington rằng Hãy thẳng thắn và trung thực. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tháng 11. Toàn thế giới đang hướng về tháng 11 và thực sự mà nói Putin cũng đang mong đợi tháng 11. Hàm ý là ông Zelensky muốn nói thế giới đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng Trump sẽ trở thành tổng thống sau cuộc bầu cử này. Trong khi đó, tờ Bloomberg vào hôm 10 tháng 7 cho biết các nước châu Âu đã bắt đầu tổ chức các cuộc họp bí mật với nhóm của Trump. Một dấu hiệu khác cho thấy niềm tin vào Biden đang suy giảm nhanh chóng. Tờ này có đoạn như sau: Các phái đoàn từ khắp châu Âu đã lặng lẽ sắp xếp những cuộc họp với cố vấn và những người có liên hệ với Donald Trump, khi họ tin vào khả năng Trump sẽ giành lại phòng bầu dục. Họ hy vọng sẽ có được cảm nhận rõ ràng hơn về việc chiến thắng của Trump có ý nghĩa gì với một liên minh mà ông ấy thường xuyên nhắm đến để chỉ trích. Rõ ràng các quan chức NATO đang càng ngày càng lo ngại trước viễn cảnh Trump sẽ tái đắc cử và họ đang chuẩn bị các phương án cần thiết nếu điều đó xảy ra. Do đó, không có điều gì đáng ngạc nhiên khi Tổng thống Zelensky cũng phải theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử tháng 11 tới này. Chính quyền Kiev đang rất lo lắng và điều này thực sự có thể thúc đẩy một loạt các thỏa thuận với Moscow để chấm dứt chiến tranh. Phóng viên của tờ Bloomberg là Jennifer Zabkov đã viết trên X như sau. Kiev muốn triệu tập một hội nghị thượng đỉnh thứ hai để đạt được giải pháp hòa bình công bằng tại Ukraine trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Lần này sẽ có sự tham gia của Nga. Điều chơi trêu đó là chưa ai biết rõ chi tiết kế hoạch hòa bình của Trump. Nhưng chỉ riêng việc Trump có thể mang lại hòa bình bằng cách tái đắc cử đã cho thấy rằng NATO và giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu lo ngại như thế nào. EU thất hứa vì sao đạn pháo 155 ly lại quan trọng với Ukraine. Như chúng tôi đã từng đề cập trong các video trước, các thành viên NATO mặc dù ủng hộ kế hoạch mở rộng khối về phía đông, mà họ biết chắc chắn là Nga sẽ phản ứng dẫn đến chiến tranh. Nhưng mà EU lại không chuẩn bị gì cho chiến tranh. Đài châu Âu tự do vào hôm 17 tháng 6 đã nêu bật sự thật này như sau. Người ta đã nói nhiều về việc phương Tây không thể cung cấp đủ đạn pháo cho Ukraine trong một cuộc chiến chống lại Nga. NATO đã rất bàng hoàng khi Liên minh châu Âu thất bại trong sáng kiến được công bố vào đầu năm 2023 là cung cấp cho Kiev 1 triệu quả đạn pháo 155 ly vào tháng 3 năm nay Cuối cùng, khoảng một nửa số tiền đề xuất đã được giải ngân và họ cam kết rằng EU sẽ cung cấp số tiền còn lại vào cuối năm 2024. Dù vậy thì Ukraine vẫn đang bị đánh bại trên chiến trường. Trong cuộc tấn công mùa hè năm ngoái, họ đã bắn 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Nó giảm xuống còn dưới 2.000 quả đạn vào đầu mùa xuân năm nay. Trong khi đó, Nga từng bắn phá phòng tuyến của Ukraine bằng 10.000 cho đến 20.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Có thể nói rằng cuộc chiến Ukraine là hình ảnh thu nhỏ của Thế chiến 1 và Thế chiến 2. Trong đó chiến tranh chiến hào và những cuộc đấu pháo dữ dội giữa hai bên diễn ra rất phổ biến. Cũng phải thừa nhận rằng, yếu tố quan trọng nhất trên chiến trường đảm bảo sẽ mang lại lợi thế cho Ukraine không phải là UAV mà là pháo binh. Và cụ thể ở đây là những quả đạn 155 ly. Đây cũng là loại đạn được Ukraine kêu gọi phương Tây viện trợ nhiều nhất. Vì sao lại như vậy? Pháo binh thì vẫn luôn là nòng cốt hỗ trợ cho cuộc tấn công hoặc là phòng thủ của bộ binh. Chúng rẻ, ổn định dễ triển khai trong khi vẫn đảm bảo cung cấp một lượng hỏa lực đủ mạnh cho hầu hết các nhiệm vụ tác chiến. Đạn 155 ly của pháo bình lại là loại đạn đảm bảo cân bằng tốt nhất giữa kích thước đầu đạn với tầm bắn. Nếu như quả đạn quá nhỏ thì nó sẽ không gây đủ sát thương, còn nếu quá lớn thì lại không thể bắn xa. Loại đạn 155 ly có thiết kế tối ưu nhất cho nên mới được sử dụng rộng rãi. Nhưng mà Ukraine hiện tại chỉ bắn được khoảng 6.000 cho đến 8.000 quả đạn 155 ly mỗi ngày, và số lượng này thì chẳng thấm vào đâu so với khoảng 40.000 quả đạn được bắn ra từ phía Nga. Có điều là EU, nhà tài trợ lớn của Ukraine đã thừa nhận là họ không thể tăng công suất đạn 155 ly nữa. Một trong số những nguyên nhân đó là do tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Hiện tại, năng lực sản xuất đạn pháo 155 ly của EU ước tính chỉ bằng chưa đến một nửa so với con số mà các quan chức cấp cao của họ công bố. Điều này khiến cho EU không thể đảm bảo cam kết cung cấp một triệu quả đạn cho Kiev họ chỉ có thể giao khoảng một nửa trong số này trong vòng một năm qua. Tình trạng thiếu thuốc súng, thuốc nổ và nguyên liệu thô cũng như thiếu các hợp đồng dài hạn đang cản trở việc tăng cường sản xuất đạn pháo ở EU. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Yuramov, thì nhu cầu hiện tại của đất nước này là khoảng 200.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tức là khoảng 2,4 triệu quả đạn pháo một năm. Nó là nhiều hơn số lượng mà cả EU và Hoa Kỳ cộng lại có thể đáp ứng. Trong khi đó thì sản lượng của Nga lại cao hơn nhiều. Ước tính, năng lực sản xuất hàng năm của nước này dao động từ 4 cho đến 5 triệu quả đạn pháo. Nếu như năng lực sản xuất đạn dược không đạt được yêu cầu, thì EU đã nghĩ đến phương án B, đó là quyên góp đạn dược. Nhưng mà cái gọi là sáng kiến quyên góp này thì cũng chưa đạt được kỳ vọng. Vào tháng 2, Tổng thống Peter Pavel cho biết, Cộng hòa Séc đã xác định gom được 800.000 quả đạn pháo trên toàn cầu và số đạn này có thể nhanh chóng chuyển đến Ukraine nếu như liên minh có đủ tiền để mua. Nhưng mà tiến độ này lại diễn ra rất chậm. Và một nguồn tin cấp cao của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lô hàng đầu tiên đến vào tháng 6 chỉ có khoảng hơn 50.000 quả đạn pháo. Trong số 16 quốc gia tình nguyện mua đạn dược chung cho Ukraine, tính đến giữa tháng 6 chỉ có 6 nước là đã đóng góp bao gồm có Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Đức và Bồ Đào Nha. Trong khi 10 quốc gia còn lại cho biết là quốc hội của họ vẫn chưa phê duyệt khoản tiền đóng góp này do viện trợ từ phương tây là khá chậm trễ cho nên chính phủ ukraine cũng phải chủ động để tự mua và sản xuất đạn dược cho mình nhưng mà khối lượng sản xuất và mua sắm đó trong nước thì lại nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng được viện trợ ngay khi mà nga bắt đầu tấn công toàn diện ukraine kiev đã bắt đầu tái sản xuất hàng loạt các loại đạn dược theo tiêu chuẩn liên xô đây là lần đầu tiên họ làm như vậy kể từ khi giành được độc lập nhưng mà công suất cũng chỉ đạt tới vài chục nghìn quả đạn mỗi tháng sự thúc đẩy kéo dài chiến tranh của phe hiếu chiến phương Tây đang gây áp lực cho chính quyền Kiev. Liệu từ 10 đến 20 chiếc F-16 cùng với hơn chục hệ thống phòng không trong bối cảnh thiếu đạn 155 ly có thể giúp cho chính quyền Kiev đánh bại được nước Nga hay không? Kiev không hy vọng có thể đánh bại Nga bằng quân sự mà trông chờ vào sự may rủi này. Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra, ông Zelensky đã đưa ra một tuyên bố đầy mâu thuẫn về các mục tiêu của Ukraine trong chiến tranh. Khi được hỏi về ý định của Ukraine nhằm kết thúc cuộc chiến là Nga bắt buộc phải trả lại hiện trạng biên giới năm 1991 hay là Kiev đồng ý đàm phán thêm về các điều khoản. Ông Zelensky lần đầu tiên nhấn mạnh rằng việc cứu người và cứu đất nước là quan trọng hơn nhiều so với việc đòi lại lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó thì ông ấy lại tuyên bố Ukraine cần phải đòi lại lãnh thổ của mình và cần phải đánh bại Putin, rằng chúng tôi không muốn thấy ông ấy ở trên lãnh thổ của chúng tôi, bởi vì trong trường hợp đó thì đó là một cuộc xung đột đóng bằng. Như vậy, ông Zelensky đã tuyên bố theo kiểu câu trước đã câu sau. Từ đó thì chúng ta sẽ rất khó để có thể hiểu được quan điểm thực sự của chính quyền Kiev là gì. Nhưng, truyền thông độc lập Ukraine dựa trên nguồn tin có được từ Thủ tướng Hungary sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Zelensky đã nhận định rằng Kiev đang trông chờ nội bộ nước Nga lục đục và chính quyền ông Putin sụp đổ. Tức là Kiev không hy vọng có thể đánh bại Nga bằng biện pháp quân sự, mà họ hy vọng vào sự may rủi của trò chơi chính trị. Trên thực tế thì chính quyền Kiev hy vọng rằng Điện Kremlin sẽ thi hành lệnh tổng động viên vào giữa năm sau, từ đó có thể gây ra bất ổn nội bộ ở Liên bang Nga. Kết quả là ông Zelensky tin tưởng rằng thời gian đang đứng về phía mình trong cuộc chiến này. Nhưng mà Thủ tướng Orbán của Hungary thì cũng hé lộ rằng cách đánh giá của Tổng thống Putin về tình hình chiến sự lại khác biệt đáng kể so với góc nhìn của ông Zelensky. Theo ông Putin, thời gian không đứng về phía Ukraine mà đứng về phía quân đội Nga. Về tổn thất của Ukraine, theo đánh giá của ông Putin, mỗi tháng Ukraine mất khoảng từ 40 đến 50 nghìn binh sĩ. Con số này còn tăng thêm trong những tuần gần đây. Tức là, ngay cả với việc Kiev có được phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí, mà kể cả là được viện trợ về đạn pháo đi nữa, thì họ cũng khó có thể đảo ngược được tình thế trên chiến trường do thiếu quân. Bản thân Kiev thì chỉ còn có thể trông chờ vào việc nội bộ nước Nga bạo loạn chống lại lệnh tổng động viên của Điện Kremlin. Trước đó, thì chính quyền Kiev quả thực đã nhiều lần đưa ra dự báo về tình trạng bất ổn khó tránh khỏi ở Liên bang Nga, đặc biệt là họ và cả phương Tây đều đặt cược vào cuộc nổi dậy của Prigozhin, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Nhưng mà cuộc binh biến này đã nhanh chóng bị dập tắt. Tuy nhiên, cũng vẫn phải thừa nhận rằng một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ tạo tiền đề gây mất ổn định cho bất kỳ một quốc gia nào, trong đó có cả Nga. Hiện thì một trong số những mối lo ngại bất ổn lớn nhất ở Nga chính là kích động hận thù sắc tộc giữa người hồi giáo và chính thông giáo với vụ khủng bố mới nhất vào hôm 23 tháng 6 tại Cộng hòa Dagestan, khiến cho ít nhất 20 người thiệt mạng. Phía Nga nghi ngờ những kẻ khủng bố đã được huấn luyện từ nước ngoài. Vụ khủng bố này cùng với vụ khủng bố vào tháng 10 năm ngoái cũng tại Dagestan đã nhằm gây bất ổn cho chính quyền nước này và được phía Nga dập tắt nhanh chóng. Cũng như trước đây, thì Điện Kremlin đã có thể loại bỏ mọi mối đe dọa từ lực lượng Wagner và phân tán họ thành nhiều đơn vị chiến đấu khác nhau chỉ trong vòng một năm. Về việc huy động, nhiều dự báo Nga sẽ nỗ lực mở một cuộc tấn công lớn ở Ukraine và do đó Nga sẽ cần phải có một lực lượng đủ lớn để điều động đến trên tuyến. Tổng thống Zelensky từng công bố rằng, theo thông tin tình báo của Ukraine, Nga sẽ ký lệnh huy động thêm 300.000 người trước ngày 1 tháng 6. Trong khi đó, thì các quan chức chính phủ Nga đã nhiều lần bác bỏ khả năng có một làn sóng huy động mới. Vào hồi tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Katapolov cho biết rằng sẽ không có một cuộc huy động nào vào tháng 5 Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận về khả năng này. Chính quyền của ông Putin đã nhiều lần giải thích rằng không cần phải có một đợt huy động thứ hai do quân số của quân đội Nga trong giai đoạn từ 2023 đến 2024 đã được bổ sung tích cực bằng lính hợp đồng. Năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Sogu khi ấy đã tuyên bố rõ ràng rằng họ đã tuyển dụng thêm được 540.000 người phục vụ theo hợp đồng, giúp thành lập được thêm hai quân đoàn dự bị và sáu sư đoàn mới. Vào đầu tháng 4 năm nay thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết là kể từ đầu năm 2024, họ đã bổ sung thêm 100.000 quân nhân hợp đồng. Trong khi đó, chuyên gia phân tích quốc phòng Michan Koman, thành viên cấp cao của quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết Nga có đủ quân hợp đồng để chiến đấu với cường độ hiện tại và Moscow dường như không có ý định huy động thêm, chủ yếu là vì Nga đang thiếu trang bị cho hàng trăm nghìn tân binh. Đây là quan điểm của một nhà phân tích phương Tây. Tuy nhiên, cứ giả dụ là ngay cả khi Điện Kremlin có mở ra một làn sóng huy động mới thì giới quan sát vẫn dự báo rằng nó cũng sẽ không gây ra bất kỳ một phản ứng dữ dội nào trong công chúng Nga như là chính quyền Kiev từng kỳ vọng. Bởi vì lấy ví dụ từ Ukraine, nơi mà việc huy động cưỡng bức trên đường phố, quán xá, trung tâm thương mại diễn ra rất phổ biến. Cho đến nay thì nó vẫn chưa đe dọa chính phủ Tổng thống Zelensky dưới bất kỳ một hình thức nào. Trong khi đó, Ukraine có bộ máy nhà nước yếu hơn nhiều so với ở Nga. Vậy mà Kiev vẫn thành công trong việc dập tắt các quan điểm trái chiều về vấn đề này. Hiện tại, tình hình của chính quyền Nga đã tốt hơn và ổn định hơn nhiều so với mùa thu năm 2022, lúc mà Moscow đã buộc phải rút quân chiến thuật khỏi Kherson do thiếu quân lực. Vì vậy, kể cả bây giờ nếu như Điện Kremlin có tuyên bố huy động, thì nhìn chung là việc đó cũng không thể gây ra xáo trộn quá lớn đến tâm lý xã hội Nga. Nếu như Ukraine kỳ vọng sự bất ổn nội bộ ở Nga có thể giúp giành được chiến thắng trên chiến trường, thì chẳng khác nào là mò trăng đáy nước. Không giống như những dự báo viển vông của Tổng thống Zelensky về tình trạng bất ổn tại Nga, Phương Tây nhận định rằng quyền lực của Điện Kremlin sẽ không hề sụt giảm vào năm tới. Họ nói rằng Nga có thể tiếp tục cuộc chiến tiêu hao trong ít nhất là 2 đến 3 năm nữa. Điều họ kỳ vọng nhất chính là hiệu quả lâu dài đối với nền kinh tế Nga trước các đòn trừng phạt của phương Tây. Nó sẽ khiến cho Moscow dần dần phải thu hẹp cỗ máy chiến tranh của mình. Truyền thông Ukraine vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 7, đưa tin các cuộc tấn công của Kiev bằng nhiều loại vũ khí khác nhau cũng đã tác động đáng kể đến nền kinh tế Nga, làm giảm 17% sản lượng lọc dầu của Moscow. NATO dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới và nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng. Như vậy là có thể thấy, từ nay cho đến tháng 11 khi mà cuộc bầu cử Mỹ ngã ngũ, thì cuộc xung đột Ukraine sẽ còn chiều hướng leo thang hơn mỗi ngày. Mỗi bên tham chiến sẽ đều tận dụng mọi lợi thế của mình để giành được lợi thế trước đối phương. Và như vậy, máu sẽ tiếp tục đổ ở cả hai phía. Đặc biệt, dân thường vô tội sẽ là đối tượng phải chịu nhiều đau thương nhất và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo